Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ của bên mình là số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Mọi người muốn xem ảnh chi tiết máy thì mọi người cứ nhắn tin qua fanpage hoặc là Zalo nha. Zalo thì hoặc là mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp với bên mình. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0608 748 nha. Hai số này thì mình đều xài Zalo. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng và bên mình có ship code đi toàn quốc. Ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nè. Mọi người chỉ cần kích video là sẽ ra đầy đủ tất cả các thông tin để cho mọi người tham khảo dễ mua hàng nha. Thì ngày nào thì bên mình cũng về được một số máy mới để giới thiệu tất cả anh em nha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em iPhone giá rẻ nha. Bên mình thì nói chung là nhập về iPhone thì mình khá là rẻ luôn. Hôm nay thì mình về được một cái iPhone 15 rất là đẹp nha. Con 15 thì giờ viền màn hình của nó cũng đã giống như con 15 Pro Max rồi, màn hình viên thuốc này. Khá đẹp nha. Con này cầm vô nhìn vừa vặn luôn nha, vừa vặn luôn. Giá hơn 15 cũ thôi, 15 cũ năm. Bản này bản 2 sim, pin 100. Màu đẹp lắm nha mọi người. Máy kèn 99%, iPhone 15 nha. Tiếp theo thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm máy mà siêu bền độc lạ thì mọi người nhanh tay nha. Hôm nay thì mình chỉ còn được 2 cây thôi, hết hàng luôn rồi. Cây này thì khung viền bằng thép và được gia cố bằng một lớp cao su nên nó có khả năng kháng nước, kháng bụi, kháng và đập cực kỳ tốt luôn. RAM là 12GB, bộ nhớ 256GB và viên pin lên đến 22.000. Và có một cái cụm đèn LED này để hỗ trợ mọi người có thể chiếu sáng vào điều kiện mà môi trường thiếu sáng thì mọi người có thể xài nha. Rất là sáng luôn, rất là sáng luôn. Với viên pin này thì mọi người xài đâu đó khoảng tầm 5 ngày, 2 sim 2 sóng, máy rất là đẹp luôn. Bản này là bản quốc tế nha. Ulefone Amor 24, máy mới đang 10 cũ, bên mình bán chỉ có lanh quanh hơn 5 cũ một xíu thôi. TCL. Đây thương hiệu này mọi người chỉ nghe tới TV là nhiều. Nhưng hiện tại có điện thoại luôn nè. Một cái máy rất là đẹp. Cây này là cây TCL 40C nha. Máy mới nó cũng khá là cao. Bên mình bán cái này chỉ có 2 triệu thôi nha. Màn hình là HD, RAM 8GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong cộng 128 và cộng thêm được 4GB bộ nhớ ảo nữa. Con này thì mọi người có thể lướt web, Facebook, YouTube đồ thoải mái nha. Giá cũng mềm. Ngoại hình đẹp chín chín nha. Samsung Galaxy S20 FE 3.350.000 thôi, RAM 6 128GB, đây phiên bản hàng, ngoại hình tổng thể nó hơi trầy xíu nha, giá nó thì mềm lắm rồi, màn hình OLED 2.500.000 thôi. Mọi người có RAM 8, bộ nhớ 256, chip Dimensity 810 nha. Đây là cái Oppo A77s bản quốc tế nha, hai sim, màn khá đẹp, camera con này cũng khá là ngon nha. Camera nó còn dán thì nó hơi mờ nha, lộ cả luôn. Máy kèn 99% nha. Đây. Sáng đẹp liền ngay tức nha. RAM 8 256 2.500.000 nha. Mà con này thì mình có hai màu. Đây. Mấy cái này mình nói thật sự với mọi người, máy zin như thế này mình nhập vô cũng không có giá đó nữa. Hôm nay mình thâu được khá là rẻ. Chứ còn bây giờ nhập sỉ con này nó đã giao tới 2 triệu mấy rồi, 2 triệu 7 rồi. Bán bằng giá sỉ luôn. Hai cũ. Mọi người có RAM 4 128, camera 50 chấm nha. Con này là con Vivo Y21S nha, Y21S 2 triệu nha. Và mình có cái bản RAM 6 nữa. RAM 6 bộ nhớ trong 128GB 2.1 triệu thôi nha, khá rẻ. Con này pin 5.000, camera 50 chấm, 2 sim 2 sóng, hàng chính hãng nha, hàng chính hãng. Ngoại hình này nó hơi tầm 97 98 nha.
Realme 10 RAM 8 bộ nhớ 256 GB, con này camera 50 chấm, có cái màn hình rất là đẹp luôn. Đây, màn hình OLED này, màu sắc đẹp lắm luôn nha mọi người. Máy đẹp keng 99%, chip Helio G99, con chip này thì rất là mạnh nha, mọi người chiến game ngon, cực kỳ ngon luôn. PUBG rồi cũng khá là ổn luôn nha. Camera 50 chấm, pin 5000, RAM 8 256, 3 triệu 450 nghìn thôi nha. Oppo A38 nha. Con này của bạn quốc tế luôn, 2 triệu rưỡi thôi, rẻ bèo luôn nha. Helio G85, RAM 8, bộ nhớ 256 GB. Quá rẻ luôn nha mọi người. Cam chụp hình cũng ngon lắm luôn nha. Đây, cam chụp rất là đẹp. Anh em nào muốn selfie hay gì mua mấy con này nè, bạn quốc tế sẽ được hai SIM đầy đủ tiếng Việt nha. Samsung Galaxy A90 5G, con này thì RAM sẽ là 6128, chip 855, màn hình OLED nha, ngoại hình đẹp nè, ngoại hình còn khá đẹp. Giá bán là 2 triệu 850 nghìn thôi nha. Tiếp theo có một cái máy thanh lý cho mọi người nữa. Đây, cái Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Con này mà nó có một cái chấm nè. Con này mình thanh lý anh em qua test được lấy nha, chỉ hơn 3 đồng thôi, 3 triệu 4 nha. Đây, ngoại hình nó cũng xấu nha. Đây, cơ gập thì còn rất là ngon, ngoại hình xấu. Đây là phiên bản hàng, bản hàng được cái bộ nhớ khá là cao, 256 GB và RAM 8 GB. Camera của Samsung thì mọi người khỏi phải nói luôn, cực kỳ nét, quay phim chống rung rất là tốt luôn nha. Anh em nào muốn chụp hình quay phim mua này nè, giá mềm bèo à. Những cái này thì mình thanh lý cho mọi người nha. Cây máy màn hình cong hơn 6 đồng xíu. Cây này là cây OnePlus ACE2, RAM sẽ là 8 RAM 12 GB, bộ nhớ 256, chip 8 cộng Gen 1 nha. Màn hình 6.74 inch, giá bán là 6 triệu 8 thôi, 6 triệu 8. Máy đẹp keng 99% như thế này, rất là keng luôn nha. Oppo đẹp lắm nha mọi người. Con này là Oppo Reno 10 nha. Reno 10 chạy con này, Reno 10 778 5G luôn, RAM 12 5 bộ nhớ 512 GB. Con này hình như là Reno 10 Pro nha mọi người, Reno Pro 10 Pro. Giá rẻ thôi. Con này là bản sách tay nha, Reno 10 Pro. RAM là 12 bộ nhớ 512 GB luôn, chip 778. Giá bán của bên mình chỉ có 6 triệu 2 thôi nha, 6 triệu 2, khá là rẻ cho anh em trải nghiệm nha. Google Pixel 6 nha, RAM 8 128 màu đen, máy đẹp 98% nha, còn khá là keng luôn. Màu này cực kỳ dị nha mọi người. Cái lưng chứ cái trên này nó khác nhau nè, máy zin nha. Màn cũng khá là to, máy rất là đẹp, 4 triệu rưỡi nha. Samsung S21 Plus một SIM bản 256 GB, ngoại hình thì tầm 97 nha, 5 triệu 550 nghìn nha. Con này khá là đẹp. Note 20 Ultra phiên bản Mỹ, RAM 12 128, giờ rẻ quá trời luôn, 7150 nha, 7 triệu 150 nghìn thôi. S22 Ultra S21 Ultra chứ, cái này S21 Ultra giá chỉ có 6 triệu 850 nghìn à. Khá là mềm, viền thì nó hơi trầy xíu nha. Mình có máy đẹp nữa, máy đẹp 7 triệu 7 nha, S21 Ultra. Samsung Galaxy Note 10 Plus 2 SIM, RAM 8 128, 3 triệu 950 nghìn. Samsung Galaxy Note 20 5G 1 SIM, 5 triệu 150 nghìn nha. Note 10 Plus 5 triệu thôi, RAM 12, bộ nhớ 256 GB luôn. Máy đẹp 98 nha, chỉ có năm cũ. Vivo U10
RAM con này thì sẽ là 4, một như trong là 64 GB, chip 665, pin 5000. Con này thì nói chung là anh em có thể chiến được game ok vừa vừa được. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 1.650.000 nha. 1.650. Oppo A96. RAM 8 GB, như 128 nha. 2.950.000, pin 5000, màn hình 6.59, RAM 8 128, chip 685. iPhone 11 Pro Max. iPhone X Max. Bản 256 GB. 6 triệu 2 nha, máy đẹp, pin 100, màu trắng, máy còn rất là đẹp luôn nha. Chuẩn. Con này là con Xiaomi 11 Pro. Chỉ còn có 4 triệu 9 thôi, RAM 8 256, camera 50 chấm, Mi 11 Pro này, màn hình khá là to. Oppo Reno 10 5G bản 256 GB nha. 5 triệu 650 nghìn. Samsung Galaxy S22 Ultra đẹp 99. Con này à, mã hàng một SIM nha. Mã hàng này thì cấu hình khá là cao nha. RAM 12 256 GB. Máy còn rất là đẹp nha. Giá bán của bên mình là 11 triệu 350 nghìn thôi. 11 350. K40 Gaming ra 12 128. 3 triệu 950 nghìn. K40 Gaming giờ giá rất mềm. iPhone 13 Pro Max. 128 GB. Pin 88 nha. Cây này giá bán là 14 triệu, 13 Pro Max chỉ có 14 triệu nha, máy đẹp. Realme 10 Pro LED nha. Ngoài nó hơi trầy. RAM 8 128. Trong tầm giá hơn 3 cũ lấy con này xài ngon nè. Màn hình OLED. Màn hình cong luôn. Chip Dimensity là 1080, màn hình 6.7, pin 5000, RAM 8 bản 128 GB, bản RAM 8 GB nha. Con này có bản RAM 6 nữa, 3 triệu rưỡi. 12 Pro Max. Trăm hai tám ghi. Phiên bản Mỹ nha. Giá hôm nay mềm mại nè, 12 triệu. 12 Pro Max. Anh em là chịu trái thì có thể mua con này nha. Con này là con iPhone 8 LED. 64 GB, máy bypass nha, bypass rồi, máy bypass nha, nó hơi viền, nó hơi cắn, giá rất là rẻ, 1.900.000 nha, 8 lớp máy bypass, sim đủ ok hết á. Oppo A73 5G. Máy con này zin đẹp nha. RAM 8, chip 720. Bộ nhớ 128 GB nha. 2 triệu 350 nghìn. 2350. Samsung Galaxy A73 5G. Máy ngoại hình đẹp 98 nha. 98. Con này giá bán là 4 triệu 650 nghìn nha. 4650. Samsung A03. Con này RAM 3 GB, cũng như trong 32.
triệu rưỡi nha, triệu rưỡi thôi. Vivo V19. Ui con này màn đẹp lắm nha mọi người. V29 hay sao? Con này V29. V19 chứ. Con này RAM 8128, chip NAT 712 nha. Cam đẹp lắm luôn nha. Khá đẹp luôn. Màn hình OLED nè, RAM 8GB. Giá bán của bên mình là 2 triệu 8 nha, 2 triệu 8 thôi. iPhone 11 Pro Max giá vừa mềm mại lắm luôn rồi. 11 Pro Max giờ khá là rẻ, bên mình chỉ từ 7 triệu 2 thôi. Con này bán 256GB. Cái này hơi trầy trầy nha. Giá pin 96 luôn. Thanh lý cho mọi người luôn nha. Giá là 8 triệu thôi, 11 Pro Max nha. Oppo A2X 5G máy mới nha. Con này thì chạy chip Dimensity là 6020. Đây. Phụ kiện là sạc 33W nha. A2X 5G này, lưng khá là đẹp nha. RAM 6 của như trong 128GB, màn hình cũng khá là đẹp. Máy new luôn. Giá bán của bên mình máy new như thế này thì giá bán là 3 triệu nha. Có mấy cây à? Cái này có 1 cây 2 cây à? Không có hàng đâu. Oppo A2X 5G nha. Và mình có thêm A2M 5G nữa. Này. A2M 5G. Đây, A2M 5G khá đẹp nha. Con này nó cũng cùng cấu hình với con kia thôi. Giá bán nó cũng ngang nhau luôn, 6020. RAM 6128 luôn. 3 triệu nha. Máy mới, đây là máy mới nha mọi người. Máy mới. Siêu phẩm Junihead Tân 1. Con này thì hôm nay mình mới về hàng được mấy cây nữa nha. Hết hàng luôn rồi nha mọi người. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay đặt nhanh nha. Tại nhà mới con này cũng khá cao. Mới nó còn hơn 9 cũ mà giờ máy này máy new không bóc. Giá bán của bên mình chỉ hơn 5 cũ thôi. RAM 8 của nhớ 256, viên pin lên đến 22.000 nha. Màn hình nè, chống nước chống va đập cực kỳ tốt, khuôn viền thép nè, nó gia cố cao su đồ, những cái khe mà khe sim đồ nó gia cố cao su để khỏi có nước nó vào nha mọi người, nên chống nước cực kỳ tốt luôn. Chỉ còn có được hôm nay thì mình chỉ còn được có mấy cây thôi, mới về được thêm được có mấy cây nữa nha, và hết hàng luôn nha, đứt hàng luôn. Nên anh em nào có nhu cầu mua thì mình nhanh tay nha, chứ còn sau này thì không có hàng nữa đâu. Viên pin 22.000, RAM 8 256, 5 triệu rưỡi nha. Xiaomi 12X nha, RAM 8 256GB. Giá bán là 4 triệu 9 nha, máy khá là đẹp luôn, 4 triệu 9. Con này là con Xiaomi 13 Lite nha, hàng chính hãng, nứt nhẹ một xíu à. Nhìn nó cũng thấy đây, nhìn cũng thấy anh em chỉ cần dán vô thôi nha. Giá rất là rẻ rồi, rẻ hơn được một củ luôn, mình trừ cả cái tiền rất là nhiều rồi cho mọi người luôn. Giá bán của bên mình con này thì RAM 8 256 hàng chính hãng nha, 3 triệu 8 thôi nha. Khá là rẻ, hơn 3 cũ thì mọi người có thể lấy không có bị xài. OnePlus 11 nha, RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256GB, một con máy chip 8 Gen 2, màn hình khá là đẹp nha. Pin con này thì được 5.000, camera chính là 50 chấm nha. RAM 12, chip 8 Gen 2, bộ nhớ 256GB nha, khuôn bóc đầy đủ phụ kiện luôn. Sạc pin con này hình như là 100W luôn nha, super 100W. Con OnePlus 11 này thì giá bán của bên mình sẽ là 9 triệu rưỡi nha. OnePlus 11 hàng khuôn bóc nha, 9 triệu rưỡi. Anh em cần máy chữa cháy thì hôm nay có máy chữa cháy cho anh em luôn. Redmi 9A 1 triệu 1 nha, RAM 2 vừa như trong 32GB, pin 5.000. Những cây Xiaomi thì dòng rẻ tiền thì mọi người chọn Xiaomi nó khá là mượt luôn nha, 32GB. Hôm nay mình về được một lô giá máy chữa cháy luôn. Samsung A20s, máy khá là đẹp nha. Con này thì mình có hai màu, màu xanh và màu đen. RAM con này sẽ là 4GB.
như trong 64. Con này RAM 3 bộ nhớ trong 32 nha. Con màu đen RAM 3 bộ nhớ trong 32 là 1 triệu 6. Màu xanh. Màu xanh này hình như RAM 4. Màu xanh RAM 4 bộ nhớ trong 64. Giá bán của bên mình là 1 triệu 750 nghìn nha. A20S nha. A20S. Redmi 9C. Con này màn đẹp. Khá là mượt nha, những cái mượt lắm. Xiaomi nó làm cái giao diện của nó cực kỳ mượt luôn. RAM 3 bộ nhớ 164. Con này chip khá là mạnh nha, pin 5000, Redmi 9C nha. Giá bán của bên mình là 1 triệu 750 nghìn nha. 1750. 1 triệu 7 thôi. Redmi 9C. Máy đẹp, máy zin nha, máy zin giá đó. Còn Redmi 10C. RAM 4 bộ nhớ trong là 64 GB, chạy chip Snap 680, chip này khá là mạnh, anh em có thể rước chạy Grab đồ, pin cũng khá là khỏe nha. Hai sim hai sóng, camera ba camera sau. Con này ngoại hình đẹp luôn nha, ngoại hình đẹp. Giá bán của bên mình cái này là 1.950.000 nha. Chữa cháy thì mọi người có con Oppo F9 nè, ngoại hình đẹp, RAM 4 bao nhiêu trong 64, giá bán thì rẻ lắm, 1.2 triệu. Con này là con i17 hay Vivo i17 hay là con U10 gì đấy, RAM 4 GB nha. Con này thì giá bán của bên mình chỉ có là 1.500.000 thôi, 1.500.000 nha. Oppo A9 2020 RAM 8 GB, máy đẹp nha, khá là đẹp. Con này chạy chip 665, màn hình Full HD, máy khá là đẹp nha. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 2.200.000 nha. Redmi K60 Pro trong phân khúc mà hơn 6 cũ thì anh em có thể lựa chọn con này. Màn hình 2K, RAM 8 128, chip 8 Gen 2 luôn nha. 8 Gen 2 không có con nào rẻ hơn con này nữa nha mọi người. Màn hình AMOLED nè. Camera cũng 50 chấm luôn. Màn hình của con này tần số quét 120 Hz, khá là mượt nha. Đây. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 6 triệu 7 nha, 6 triệu 7 thôi, K60 Pro. Một cây iPhone 13 rất là đẹp luôn. Con này pin hình như còn 90. Con này thì màu xanh này là xanh quân đội nha. Con này là phiên bản Mỹ, iPhone 13 128 GB, bị 91 luôn nha, bị cao. Đây. 10 triệu nha mọi người, chỉ có 10 triệu thôi. iPhone 13 mà máy đẹp chuẩn như thế 10 triệu cũng khá là rẻ nha. Xiaomi Redmi 9 nha, RAM 4 1.64. RAM 4 1.64 nha. Mấy cái máy như thế này mọi người có thể mua về làm máy phụ, nghe gọi lướt web mạng xã hội đồ và chơi những tựa game nhẹ nhẹ thì vô tư nha. Giá thì rất là rẻ, Redmi 9 1.8 triệu nha. Samsung A03s nha, A03s. A03s. Máy đẹp nha, giá bán của bên mình sẽ là 1.850.000 thôi, 1.850. Xiaomi 12T bản 256 GB nha, máy đẹp keng 99, 5.500.000 nha mọi người, 5.500.000. Redmi K60 này chip 8 cộng Gen 1 luôn, hơn năm cũ mà mọi người có thể sở hữu được con này nha. Hiện tại mình đang có 3 màu và 3 phiên bản luôn. Màu đen RAM 8 128 nha, 5.500.000. Màu trắng 8256 nha, mình sẽ bán con này với giá là 5.700.000 nha. Và mình có bản RAM là 12256, 5.900.000, K60 nha, chip 8 cộng Gen 1. K60 là cấu hình khá là mạnh rồi. Xiaomi 13T bản RAM 12 GB, bộ nhớ 256, hàng chính hãng, bảo hành rất là dài luôn nha. Giá bán thì chỉ có hơn 7 cũ thôi, 7.700.000 nha. Xiaomi 12 Pro RAM 8 256, thanh lý cho mọi người nha. Con này máy còn khá đẹp, thanh lý 6 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 13 Pro RAM 8 128 nha. Những cái này là máy new nha mọi người, máy new mà nó không có bắp thôi. Giá bán của bên mình cây này chỉ có là 4.700.000 thôi nha, 4.700.000. Vivo i20 RAM 4 1.64, máy đẹp như thế này nha. Mình sẽ bán cho mọi người với giá là 1 triệu 650 nghìn thôi nha, 1.650. Anh em nào muốn chiến game thì có thể mua con này, Tecno Bova 4 Pro màn hình OLED nha,
RAM 8 bản 256GB 3 triệu 250.000. Xiaomi Redmi Note 9 Pro RAM 8 256 nha. Con này giá bán là chỉ có 2 triệu 7 thôi. Một chạy chip Snapdragon là 750 5G, màn hình tần số quét 120Hz nha. Mình là khá là rẻ luôn. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cho anh em cây 14 Pro Max nha. Cây này thì hàng Việt Nam. 128GB nha, máy đẹp. Pin con này thì còn có 89 nha, pin 89 màu tím, máy còn tương đối đẹp nha, tương đối đẹp. Giá bán của bên mình con này chỉ có 17 triệu 8 thôi nha, rất là rẻ luôn rồi nha mọi người, không kiếm được nào rẻ hơn. Con này thì màn nó có trời lỏng mèo nha, 17 triệu 8 thôi. Và tiếp theo thì mình cũng có một cây 13 Pro Max, cây này thì phiên bản Mỹ, ngoại hình đẹp nha, ngoại hình đẹp. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là cũng 17 triệu 8 luôn. Pin con này thì còn 90 nha, bản Mỹ nha. Bản Mỹ thì mọi người sẽ xài eSIM. Máy thì zin chuẩn nha mọi người. Con này là màu đen nha. iPhone 11 thì hôm nay giá cực kỳ tốt luôn. iPhone 11 thì hôm nay chỉ có giá là con này bên mình bán chỉ có 5 triệu 6 thôi nha. 5 triệu 6. Con này bên mình bán với giá 5 triệu 8 nha mọi người. Mình báo giá lộn nha. Con này 5 triệu 8, con này bản 2 SIM luôn. 2 SIM 5 triệu 8 nha. Máy thì ngoại hình tổng thể đẹp 98. 2 SIM này là 2 SIM vật lý nha. Máy thì nguyên SIM. Nguyên SIM nha. Pin con này hình như là còn 80 85, pin 85 cũng được rồi. Màu đen. iPhone 12 Pro Max. Con này thì bên mình bán với giá là 8 triệu 8 nha. Con này màn hình GX, cái màu mà màu sắc của màn hình con này nó đẹp như máy zin luôn. Anh em kỹ thuật nói thật sự là không gửi cái màn hình ra thì sẽ không biết đâu, nhìn nó không khác gì hết nha, không khác gì hết. Mà nó, anh em mua con này thì tiết kiệm đâu đó khoảng tầm cỡ 4 củ nha, 4 củ so với máy màn hình zin rồi. Cái màn hình này màn hình này rất là đẹp nha, rất là đẹp như màn hình zin luôn, nhìn không biết đâu nha, mọi người đưa vô là mọi người không có biết đâu. Pin cũng còn khá cao, màu trắng, máy đẹp keng. 12 Pro Max màu gold nè, máy khá đẹp nha. Khá đẹp keng luôn á. Con này thì phiên bản Mỹ nha, 128GB. 12 Pro Max thì máy zin chuẩn như thế này thì bên mình đang bán giá cũng khá tốt so với những shop khác nha. Pin 89 luôn, màu gold, máy đẹp nha. Máy đẹp. Keng 99. 12 Pro Max này thì giá bán của bên mình thì chỉ có là 12 triệu 7 nha. iPhone 11 Pro, 11 Pro mà giờ giá rẻ bằng iPhone 11 luôn nha. Con này giá bán của bên mình chỉ có 5 triệu 6 thôi, rẻ hơn luôn á. Con này thì pin thay rồi thôi, còn tất cả zin hết, ngoại hình đẹp keng luôn, ngoại hình rất là đẹp. Anh em về khỏi mất công thay pin, máy rất là đẹp nha. 5 triệu 8 mà. Con này là có iPhone 13 mini nha, 13 mini. Máy đẹp nè. 13 mini này thì bên mình bán với giá chỉ có 7 triệu 7 thôi nha. Con này pin thì còn 84. Mình có một cây 12 Pro Max nguyên zin luôn, máy rất là đẹp, pin 90. Con này máy lắp nha, chỉ có lắp. Lắp bây giờ rất là dễ, anh em chỉ bỏ SIM vô xài như quốc tế nó cũng full hết rồi. Còn rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp, keng 99 luôn nha. Giá bán thì cực kỳ rẻ thôi, chỉ với giá là 8 triệu rưỡi nha, 12 Pro Max 8 triệu rưỡi. iPhone 11 Pro Max ZA, con này bán 2 SIM luôn nha, pin thì còn 79. Bên mình bán không như những shop khác nha, những shop khác như cửa pin này người ta kích lên là được à. Nhờ bên mình thì mình để zin bán cho mọi người thôi. Pin 79 mà pin zin thì nó xài cũng khá là ổn nha. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ có 7 triệu 2 thôi, 12 Pro Max bản 2 SIM, 11 Pro Max bản 2 SIM vật lý. iPhone 11 Pro Max bản 256GB, máy keng 99% nha, con này pin 100 luôn, chỉ có 9 củ nha. Một cây iPhone 11 nha mà nó keng như thế này nè. Đây, keng. Tới điểm này kiếm được một cây nguyên zin mà keng như thế này rất là hiếm luôn. Máy chuẩn chứ không phải là máy máy dựng nha. iPhone 11 64GB pin 87 nha, chỉ có 6 triệu mốt thôi. À, keng nó rất là hiếm nha mọi người. iPhone 12 Pro Max con này cũng zin nè, zin chuẩn luôn, bản 256GB pin 84.
ngoại hình còn khá đẹp nha, còn khá đẹp, 13 triệu rưỡi nha. iPhone 13 Pro Max 128 GB, pin 79 thôi, giá bán là 12 triệu 9 nha, 13 Pro Max, giá của 12 Pro Max thôi. Hôm nay có cái iPhone 13 128 GB pin 89 nha, 10 triệu nha. Máy zin đẹp, ngoại hình đẹp nha. Mình thấy cái màu đỏ này nó rất là đẹp nha. Rất là đẹp. XS Max 512 GB luôn, pin 82. Con này bộ nhớ cao. Giá chỉ có 6 triệu 250 nghìn à. Khá rẻ nha, rẻ lắm luôn. XS Max. iPhone XS Max máy lock nha, 3 triệu 7. Màn hình GX nha, pin 85. XS Max thì giá của bên mình khá là tốt rồi. Anh em nào mà ít tiền thì mình có thể lựa chọn những cây lock màn hình linh kiện nữa, thì nó thích, mọi người sẽ tiết kiệm được một cái khá. XS Max tính ra màn hình linh kiện máy lock như thế này thì bên mình bán chỉ rẻ hơn cả iPhone X hồi sáu có bán nữa. Mà mọi người được trải nghiệm màn hình to, cái màn hình GX nó rất là đẹp nha, mọi người sẽ không nhìn nhận ra được cái màn hình GX với màn hình zin đâu. iPhone 11 Pro Max nha, 64 GB, pin 83, 8 triệu nha. XS Max 64 GB, pin 80, 5 triệu 9. 11 Pro Max 64 GB, máy 97 nha, pin 82, 7 triệu 8 à. 11 Pro Max mà bên mình bán chỉ có hơn 7 cũ thì mọi người vừa chọn xài ngon á. Tại vì giá nó khá rẻ, 11 Pro Max 64 GB pin 83 nè, cũng chỉ có giá 7 triệu 550 nghìn à. Khá là rẻ luôn nha. iPhone 12 Pro Max 512 GB, con này thì mình cũng thanh lý cho mọi người luôn nha, 11 triệu rưỡi 3 thì hôm nay mình thanh lý cho mọi người còn 10 triệu rưỡi nha, 10 triệu rưỡi thôi. XS Max 512 GB luôn, 6 triệu 8 nha. Con này mình báo lộn giá nha mọi người, con này cũng 6 triệu 8 nha, màu gold. iPhone 12 Pro 128 GB, 9 triệu, pin 85, máy đẹp nha. Hơn 8 cũ, mọi người thì sở hữu 8 lớp được nè. 8 lớp này thì tiết kiệm đâu đó khoảng hơn một cũ so với máy máy quốc tế nha. Máy này máy lock 64 GB, pin 100 luôn, chỉ có 2350 à. iPhone 14 Pro 128 GB nha, pin 87, 15 triệu 9 nha. iPhone 11 Pro máy lock 64 GB, cái này thì giá bán chỉ có 5 cũ à, 11 Pro này giá rất là mềm rồi nha. iPhone 11 nha, hôm nay giá con này khá là tốt, máy thì nguyên zin, con này bán hai sim luôn, hai sim vật lý luôn nha. Anh em nào mà cần hai sim thì mua đây, máy này hai sim vật lý luôn, pin 85 nha, màu đen, ngoại hình 98 nha, đẹp 98. Giá bán của bên mình thì chỉ có 5 triệu 8 nha, 5 triệu 8 thôi. iPhone 12 Pro Max nha, máy nguyên zin, máy này thì máy lock nha, mà giá nó bây giờ nó rất là rẻ, mà lock bây giờ rất là dễ xài luôn nha mọi người. Lock bây giờ bỏ sim vô là xài thôi, nó không có như ngày xưa nữa, mà nó rất tới rất lui nữa. Bản 128 GB, phiên bản này là phiên bản Mỹ nha. Pin con này còn cao luôn này, mấy cái máy lock thì pin nó rất là cao. Ngoại hình đẹp nha, iPhone 12 Pro Max máy lock pin 91, màu gray nha. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 8 triệu rưỡi nha, 8 triệu rưỡi thôi. iPhone 12 Pro Max tiếp, hôm nay thì mình kiếm 12 Pro Max máy đẹp cho mọi người nè. Đây, khá là keng luôn, màu vàng. Con này pin thì còn 8X thôi, pin nhưng mà vẫn cao nha. Pin con này như còn 89 lần, 89 lần nha. Máy này cũng zin chuẩn nha, máy zin luôn, men zin mà zin đẹp keng. Phiên bản Mỹ nha, 128 GB, giá bán của bên mình là 12 triệu 7 nha, 12 triệu 7 thôi.
12 Pro Max 128GB, máy rất là đẹp, 12 triệu 7 nha. Một lô, hôm nay mình về được một lô siêu phẩm cực kỳ bền. Những cái máy này là cái máy theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ nha. Nó kháng nước, kháng bụi, kháng va đập cực kỳ tốt luôn. Cây này thì viên pin cực kỳ trâu bò. Đây là cây Ulefone Amor 24 nha. Máy mới con này hiện tại là hình như là hơn 10 cũ á, nhưng mà máy cũ của máy này thì cũng lay new, máy này cũng gọi là máy mới mà không có hợp thôi. Bên mình bán chỉ có hơn năm cũ thôi. Đây là phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, màn hình của những cái này khá là đẹp luôn nha. Đây, pin cực kỳ trâu bò với pin 22.000, xài thoải mái phải tầm năm hơn 5 ngày nha. RAM con này là 12, bộ nhớ 256GB, có cái đèn LED rất là to, hỗ trợ cho mọi người trong, nếu mà nhà cúp điện thì mọi người có thể soi đèn, hay là những môi trường tối mọi người có thể soi đèn được nha. Chỉ với giá 5 triệu 6 thôi. Một cây máy Junihead tăng 1 nha. Con này thì RAM 8, bộ nhớ 256GB, cũng có một cái đèn LED rất là to. Máy đẹp keng luôn, con này cũng là một cái máy siêu bền, chống va đập tốt nha. IP68 nha. Ngâm nước đồ thoải mái, những mọi người có thể đi tắm biển hay gì, quay phim chụp hình dưới biển thoải mái luôn. Mấy con này nó cực kỳ bền, và rơi rớt rồi nó cũng khỏi lo hư nha. Tại nó đây, nó có những cái ron cao su này để chống rơi rớt cực kỳ tốt. Đây, Junihead tăng 1 nha. Bên mình bán chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Còn một cây duy nhất nha, một cây duy nhất thôi, không có hàng nữa nha. Anh em nào có nhu cầu thì inbox đi, tại vì cây này máy mới cũng còn khá cao luôn. King Kong Star nha, con này có cái mà có cái đồng hồ sau khá là đẹp luôn. King Kong Star RAM 12 256 nha. Ôi, nó có cái la bàn nữa nè, hỗ trợ mấy cái này. Ôi, cái đèn kia, cái màn hình sau cũng là màn hình cảm ứng luôn, cực kỳ tiện dụng. Camera con này thì khá là đẹp luôn, chỉ có giá hơn năm cũ á, 5 triệu 6 nha. Ulefone Amor 22, con này mọi người nhìn nó hầm hố không, đẹp quá trời luôn. Những cây này thì mọi người xài rơi rớt được cũng không có lo nha, nó không bể nữa đâu, không bể nữa. Cái viền nó gia cố cực kỳ chắc chắn, những cái này là vật liệu bền không à, cao su không nha mọi người. Còn những con này thì kháng nước, kháng bụi và va đập, hỗ trợ, nói chung là nó chống va đập rất là tốt luôn. Để anh em xài chỉ hơn 4 cũ thôi, mọi người có thể trải nghiệm được con này nè. RAM sẽ là 8GB 128, mà hình con này khá đẹp nha. Và nó có những cái này, nó có nhiều cái tính năng rất là hay luôn, mà mình thì mình chưa có tìm hiểu hết, mọi người có thể về mà trải nghiệm nha. Con này thì cũng khá là nhẹ, pin đâu đó cũng rơi vào 10.000 nha, pin rất là trâu. Giao diện rất là mượt luôn nha, những cái này cực kỳ mượt luôn. Con này là con Hogwarts KBX nha. RAM là 8, bộ nhớ 256GB, máy đẹp 99. Thiết kế khá đẹp nha, 4 triệu 4 nha. Con này là con Blackview BV8009 nha. RAM 8, 256GB, máy mới đâu rơi vào đâu đó khoảng hơn 7 cũ nha. Vì mình bán chỉ có 4 cũ 1 thôi. Con này thì RAM sẽ là 8, một bộ nhớ 256GB, tha hồ lưu trữ rồi. Những cái này thì đây, cái ron này là ron bằng cao su nha, rất là bền luôn, kháng nước, kháng bụi, kháng va đập cực kỳ tốt nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại thì mọi người cứ inbox bên mình nha, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Anh em nào coi video thì có thể like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.